màu sắc và đường nét để vẽ nên những bức tranh kim cương tuyệt vời ấy. Thì văn học để sử dụng ngôn từ để có thể tạo nên những lời văn, những lời thơ, và đó cũng chính là một trong những lý do vì sao mà chúng ta phải tìm hiểu về văn miêu tả. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức về văn miêu tả và chuyên đề biết đọc văn miêu tả. Và bây giờ cô sẽ mời các em đi học phần bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi vào bài ôn tập ngữ văn 6 với chuyên đề viết đọc văn miêu tả. Rồi, các em đã sẵn sàng chưa nào? Rồi, cô mời các em đi vào phần bài học. Phần bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ bao gồm có hai phần. Thứ nhất là phần lý thuyết. Cô sẽ nhắc lại cho các em các kiến thức cơ bản về khái niệm văn miêu tả. Và thứ hai, cô giới thiệu về phương pháp viết văn miêu tả. Và bởi vì phạm vi của chuyên đề ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu viết văn miêu tả ở cấp độ phạm văn. Ở cấp độ đoạn văn mà thôi. Bài thứ hai, cô sẽ có một cái bài tập ngắn để giúp các em có thể thực hành tốt hơn về đơn vị kiến thức này. Và bây giờ, trước hết chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 1 là phần lý thuyết, khái niệm. Rồi, chúng ta có phần 1 la mã, lý thuyết, một nhỏ khái niệm. Như chúng ta đã biết, văn miêu tả là loại văn dùng để giúp cho người đọc, giúp cho người nghe có thể có được những cái hình dung cụ thể và rõ ràng hơn về đặc điểm cũng như là về tính chất nổi bật của sự vật, hiện tượng của con người, của phong cảnh thiên nhiên, v.v. nhằm giúp cho những người ấy hiện lên ở trước mắt của người đọc, người nghe một cách chân thực và sống động, và đặc biệt còn có thể hấp dẫn hơn. Và đấy là lý do vì sao mà chúng ta cần phải vào tìm hiểu về văn miêu tả. Vậy thì khi mà chúng ta đi vào chúng ta viết văn miêu tả thì cần có những cái điều gì, cần những cái đặc điểm gì, cần phải chú ý về mặt phương pháp. Thì ở đây cô chỉ nhắc lại ngắn gọn về mặt phương pháp mà thôi. Cô sẽ tập trung vào ba thao tác cơ bản nhất. Thứ nhất, vậy thì việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm là xác định đối tượng mà chúng ta cần miêu tả là gì. Chúng ta đều biết rằng thế giới xung quanh chúng ta có rất nhiều cái sự vật hiện tượng và chúng đều có mối liên hệ rạn với nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào chúng ta viết văn miêu tả thì chúng ta bắt buộc phải xác định đâu là đối tượng miêu tả chính của chúng ta. Ví dụ như chúng ta đi vào chúng ta miêu tả cơn mưa, vậy thì chúng ta phải xác định đối tượng miêu tả chính của chúng ta là hạt mưa, là âm thanh chứ không phải là những hạt cây ven đường hay là những hạt hiên, v.v. Tập trung xác định đối tượng miêu tả của chúng ta là cái gì để chúng ta từ đó chúng ta biết tăng dung lượng cho đối tượng mà chúng ta cần miêu tả ở đây trong đoạn văn, chứ không phải là chúng ta viết tất cả các cái sự vật hiện tượng đó nó đều có dung lượng ngang bằng nhau. Vậy thì đấy là việc mà chúng ta cần phải làm thứ nhất. Thứ hai, chúng ta sẽ đi vào chúng ta quan sát và lựa chọn. Có thể nói rằng văn miêu tả là một trong những thể loại văn giúp cho năng lực quan sát, nhận xét tưởng tượng của người viết, của người nói được biểu hiện cách rõ ràng, cụ thể nhất. Và mặt khác cũng rèn luyện cho chúng ta được năng lực này. Vậy thì khi mà chúng ta quan sát, chúng ta phải biết vận dụng các cái giác quan của chúng ta từ thính giác, từ vị giác, từ khứ giác, v.v. Và sau đó chúng ta mới bắt đầu tiến hành lựa chọn xem là những cái đặc điểm nào, tính chất nào của sự vật hiện tượng là nổi bật nhất. Đương nhiên, sự lựa chọn này mang tính chất chủ quan, tức có nghĩa nó tùy thuộc vào sở thích của các em, tùy thuộc vào trải nghiệm của các em để mà chúng ta có thể lựa chọn. Và sau khi chúng ta đã có sự lựa chọn của riêng mình rồi, cái này các em sẽ viết vào trong giấy nháp để chúng ta biết là chúng ta sẽ lựa chọn cái chi tiết nào cho phù hợp. Và sau khi mà chúng ta đã lựa chọn rồi thì chúng ta bắt đầu sắp xếp theo thứ tự. Sắp xếp theo thứ tự đây có nghĩa là sắp xếp như thế nào đây? Thứ tự thứ nhất, chúng ta có thể sắp xếp theo trình tự thời gian. Ví dụ như chúng ta đi vào và miêu tả một cái cảnh biển thì chúng ta có thể miêu tả buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Hoặc chúng ta đi vào chúng ta miêu tả một cái cuộc hành trình vui chơi nào đấy thì chúng ta có thể bắt đầu lúc bắt đầu tham quan như thế nào, chuyến tham quan diễn ra ra sao và cuối cùng là kết thúc chuyến tham quan. Hoặc là chúng ta cũng có thể sắp xếp theo trình tự không gian. Đây cũng là một trong những trình tự rất phù hợp với thể loại văn miêu tả. Chúng ta có thể đi từ trên cao xuống dưới thấp, từ phía trước ra phía sau, sang hai bên hoặc ngược lại. Miễn làm sao đảm bảo theo đúng thứ tự mà chúng ta đã quyết định ngay từ đầu. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng trình tự tâm lý nhớ lại. Chúng ta đi từ hiện tại trở về quá khứ và sau đó từ quá khứ lại quay trở về hiện tại và các trình tự khác. Tuy nhiên, theo cô, đối với văn miêu tả thì hai trình tự thích hợp nhất đấy là trình tự về mặt thời gian và trình tự không gian. Điều này không có nghĩa là khi các em đi vào chúng ta viết đoạn văn thì chúng ta chỉ được phép sử dụng một trình tự, mà chúng ta cần phải có sự kết hợp các cái trình tự với nhau một cách phù hợp nhất. Điều này thì cũng là tùy thuộc vào khả năng của từng em một. Vậy thì đối với chuyên đề ngày hôm nay là viết đoạn văn miêu tả thì cô sẽ tập trung sử dụng trình tự không gian và chủ yếu để giúp chúng ta có thể hình dung được rõ ràng hơn về nội dung của một đoạn văn miêu tả.
Còn đối với một bài phong miêu tả thì việc này cô sẽ trình bày ở một chuyên đề khác. Vậy thì vừa rồi cô đã nhắc lại với các em về ba thao tác cơ bản nhất để các em có thể viết được một đoạn văn miêu tả nó riêng và thậm chí là cả một cái bài văn miêu tả nói chung. Như vậy thì phần phương pháp này là hết. Vậy thì bây giờ tuy nhiên trước khi mà nói về phần thực hành thì cô nói cụ thể tỉ mỉ thêm về phần quan sát và lựa chọn. Như vậy quan sát và lựa chọn như lúc nãy cô đã nói, các em có thể sử dụng thứ nhất là vị giác và lực của chúng ta. Đương nhiên không phải là bất cứ một cái đối tượng miêu tả nào chúng ta cũng có thể sử dụng vị giác. Và ở đây cô cho một cái ví dụ để các em có thể hình dung vị ngọt ngào của viên gạch làm nó tê nhạt cả đầu mũi. Vậy thì ở đây nếu như đề tài đã đi vào miêu tả quan cảnh giờ ra chơi, vậy thì các em hoàn toàn có thể viết câu văn này. Khi mà chúng ta đi vào miêu tả hoạt động của các bạn học sinh khi mà chúng ta sẽ ăn quả vặt. Thứ hai, chúng ta có thể sử dụng thị giác của chúng ta và có thể nói đây là một trong những giác quan được sử dụng nhiều nhất trong văn miêu tả. Đối với thị giác, ở đây tôi có một ví dụ. Mây trắng vẫn bồng bềnh trôi vào mắt của các em. Các em có thể biết được màu sắc của mây. Các em có thể biết được là mây đang trôi. Và ở đây không phải là trôi một cách nhanh chóng mà trôi bồng. Vậy thì ở đây thị giác sẽ giúp chúng ta phát huy được đó là sự chân thật và phát huy được sự sinh động của một đoạn văn miêu tả. Thứ ba, chúng ta sử dụng thính giác chủ yếu là về mặt âm thanh. Tiếng sóng biển vỗ rì rào suốt ngày đêm. Vậy thì bằng tai của mình, chúng ta sẽ nghe được tiếng sóng biển vỗ rì rào. Hoặc là chúng ta có thể nghe được tiếng gió xào xạc. Chúng ta có thể nghe được là tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt. Tất cả những điều này sẽ làm cho bài văn của chúng ta trở nên sinh động hơn. Thứ tư, giác quan thứ tư là khứ giác. Chúng ta sẽ dùng mũi của mình để chúng ta có thể nghe được những cái mùi thơm. Ví dụ như ở đây cô có ví dụ là mùi hoa nhài thoang thoảng lan tỏa khắp cả không gian. Mùi hoa nhài đây không phải là nồng nàn mà nó chỉ là thoang thoảng mà thôi. Hoặc khi chúng ta tiến hành, chúng ta đi du lịch biển, chúng ta viết những cái đoạn văn miêu tả cảnh biển, chúng ta sẽ nhìn thấy được trong không khí của biển có cái mùi nồng nàn của biển. Vậy thì đấy cũng là một trong những cái yếu tố giúp cho đoạn văn của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn. Và yếu tố thứ năm, xúc giác. Xúc giác ở đây chủ yếu tập trung ở bàn tay của chúng ta, chủ yếu tập trung ở bàn chân của chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta đi vào, chúng ta miêu tả khu vườn, vậy thì chúng ta sẽ dùng tay của mình, chúng ta sờ về những gốc cây già nua, chúng ta sẽ nhìn thấy được nó xù xì, nó ra thế nào. Hay bây giờ ví dụ như bàn tay của mình, chúng ta sẽ đi vào, chúng ta nắm, chúng ta đi vào, chúng ta nắm bàn tay của mẹ, thì chúng ta thấy có khi là nó khô ráo cũng như nó mềm mại. Chúng ta thấy mái tóc của mẹ mềm mại, mịn màng và là da của mẹ chẳng hạn. Vậy thì tất cả những cái giác quan này nó sẽ giúp cho chúng ta viết được một cái đoạn văn miêu tả trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Đương nhiên không phải đối tượng miêu tả nào cũng có thể sử dụng hết cả năm giác quan này, mà tùy thuộc theo đối tượng miêu tả, tùy thuộc theo khả năng quan sát cảm nhận của từng bạn mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái giác quan phù hợp. Trong đó thì chúng ta thấy thị giác, thính giác có thể nói là hai giác quan mà chúng ta sử dụng nhiều nhất trong một cái đoạn văn miêu tả nói riêng và một đoạn văn miêu tả nói chung. Và còn bây giờ chúng ta vừa rồi chúng ta đã khái quát xong phần lý thuyết về văn miêu tả. Bây giờ cô sẽ mời các em đi vào phần hai là cả phần thực hành. Rồi, và phần thực hành ngày hôm nay cô xin mời các em sẽ đến với một bức ảnh. Xin mời các em hãy quan sát bức ảnh bình minh trên biển ở bên cạnh và viết một đoạn văn khoảng 7 cho đến 10 trang. Ở đây là trang diễn tập của các em nhìn tại bức ảnh này. Và bây giờ mời các em tập trung nhìn vào bức ảnh. Và bây giờ cô mời các em chúng ta sẽ nhìn lên trên bảng để xem cô đã đi vào, cô quan sát bức ảnh này và cô ghi chú lại các cái chi tiết như thế nào để các em có thể viết được đoạn văn trở nên tốt hơn. Và bây giờ cô mời các em ta sẽ nhìn lên trên bảng và quan sát bức ảnh. Cô mời các em nhìn lên trên bảng.
cùng nhau thực hiện các thao tác đối với bức ảnh này. Từ đây chúng ta sẽ có một cái động phần nhìn đã. Để bây giờ việc thứ nhất, như cô đã nói lúc nãy, bước đầu tiên khi mà chúng ta đi vào và viết một cái đoạn văn miêu tả thì chúng ta cần phải xác định được đối tượng miêu tả là gì. Vậy thì ở đây đề bài đã miêu rất rõ và chúng ta sẽ nhìn đến trên đề bài ở đây. Ở đây chúng ta yêu cầu là miêu tả ảnh bình minh trên biển. Vậy thì đối tượng của chúng ta là bình minh trên biển. Vậy thì chúng ta xác định đối tượng. Đây là quan cảnh bình minh trên biển, cô sẽ ghi vắn tắt. Sau khi cô đã xác định được đối tượng miêu tả, vậy thì bây giờ cô bắt đầu đi vào quan sát và lựa chọn chi tiết. Cô mời các em chúng ta sẽ nhìn về phía cạnh. Ở đây mặt trời bắt đầu chiếu ra những cái tia sáng rất là rực rỡ, rất là lộng lẫy và dường như nó làm sáng bừng cả bầu trời. Không những như vậy, những cái tia sáng này còn có thể nói là nó đã nhuộm vàng hay là nhuộm hơn cả một cái bờ cát và cả mặt nước. Vậy thì chúng ta đã quan sát được đây chính là chi tiết đáng chú ý nhất trong cảnh này. Rồi kế tiếp đã gọi là bình minh trên biển, vậy thì chi tiết thứ hai chúng ta cần phải chú ý là mặt biển. Chúng ta nhìn thấy mặt biển ở đây, đây mặt biển ở đây có màu xanh pha lẫn màu cam và chúng ta thấy những cái con sóng dập dờn. Và phía trên mặt biển này chúng ta nhìn thấy có một con thuyền hơi tối một chút, các em cố gắng. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy có con thuyền, trên đây có một cái người ngư dân và ở đây còn có rất nhiều những cái người ngư dân khác và họ đang có vẻ như họ đang tiến ra chiếc thuyền này để thu thập cá sau một cái chuyến ra khơi. Rồi chúng ta nhìn thấy đây những cái con sóng bắt đầu nó dồn dập bắt đầu vỗ vào bờ. Và bờ cát của chúng ta có vẻ như là cát màu nâu. Vậy bây giờ chúng ta đã bắt đầu quan sát được những chi tiết này rồi. Đến đây sẽ có nhiều bạn cảm thấy là tại sao chúng ta không sử dụng phép so sánh hay phép nhân hóa để đi vào miêu tả những chi tiết này. Mình sẽ có những liên tưởng, những cái tưởng tượng để làm cho đọc văn hay hơn. Vậy thì điều này là rất tuyệt vời các em ạ. Tuy nhiên hôm nay trong chuyên đề này cô chỉ tập trung đi vào các thao tác cơ bản để đi vào phần miêu tả, cho nên cô sẽ không đề cập nhiều đến phép so sánh và phép nhân hóa. Điều này sẽ được giới thiệu ở các chuyên đề sau. Rồi bây giờ vậy cô đã thực hiện xong thao tác quan sát. Vậy cô đã xong phần quan sát. Bây giờ đến việc cô lựa chọn chi tiết. Vậy thì theo cái ảnh này cô sẽ lựa chọn các chi tiết. Đầu tiên chắc chắn là mặt trời. Kế tiếp cô sẽ lựa chọn chi tiết là mặt biển. Kế tiếp là bờ cát và cuối cùng là những người ngư dân. Bởi vì đây chỉ là đoạn văn 7 cho đến 10 dòng, cho nên cô chỉ lựa chọn những chi tiết tiêu biểu nhất mà thôi. Rồi, vậy là cô đã tiến hành lựa chọn xong. Cô có thể cùng liên kê ra các chi tiết này. Mặt trời, mặt biển, và đương nhiên mặt biển ở đây thì phải bao gồm sóng, bờ cát. Hoặc là chúng ta có thể sắp xếp trong đó tùy thuộc vào chúng ta. Và sau khi chúng ta đã
chúng ta bây giờ cô mời các em cùng cô đi vào viết đọc văn. Vậy thì khi mà nói viết một cái đọc văn, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải lưu ý đây là câu chủ đề. Cô mời các em nhìn xuống này. Này, các em đã được học ở kỳ 1 của lớp 6. Vậy thì trong câu chủ đề, thông thường sẽ là những cái nhận xét của chúng ta về quan cảnh thiên nhiên. À, có nhiều bạn nói là bây giờ em không biết câu chủ đề đầu tiên, em có thể biết câu chủ đề ở vị trí thứ hai được không? Và câu đầu tiên em sẽ đi vào em giới thiệu về vấn đề. Câu trả lời là tất nhiên là được. Em có thể viết ngay vào câu chủ đề, hoặc em có thể có câu giới thiệu vấn đề. Ví dụ như với cái đề này, em đi vào em giới thiệu thiên nhiên đã ban tặng cho quê em rất nhiều quan cảnh thiên nhiên đẹp, nhưng em thích nhất là cảnh biển quê em. Quan cảnh biển quê em thật là rực rỡ và lung linh. Ví dụ như vậy. Và ở đây cô đi thẳng ngay vào cái việc là viết câu chủ đề. Cô đi vào cô viết quan cảnh bình minh trên biển quê em thật rực rỡ và tráng lệ. Cô đi vào cô viết câu chủ đề. Vậy thì có nhiều bạn đã hỏi cô, em biết câu chủ đề cuối đọc văn được chưa không? Đương nhiên là được. Nhưng mà chúng ta phải đang học sinh khối 6, cho nên cô đề nghị các em hãy biết câu chủ đề trước hết, để tránh cho cái việc chúng ta có thể dễ dàng chúng ta lạc đề và quên mất cái việc biết câu chủ đề ở đây. Hãy biết câu chủ đề ở đọc văn vào. Và sau khi mà chúng ta biết câu chủ đề rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ có các cái câu được triển khai lý chính. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta sử dụng các cái chi tiết mà chúng ta đã quyết định lựa chọn lúc nãy. Vậy thì cô bắt đầu, cô viết câu đầu tiên. Cô bắt đầu cô nói về mặt trời, vừa giúp cho cái việc đó là nguyên tả của chúng ta không quá đột ngột, và đồng thời nó cũng giúp cho chúng ta có thể nguyên tả thêm về bầu trời. Vậy có nghĩa là khi chúng ta dự kiến chúng ta sẽ viết những chi tiết nào, thì không nhất định trong quá trình mà chúng ta viết đoạn văn chúng ta phải nhất định tuân theo, mà chúng ta cần phải tùy thuộc vào mình có thể thay đổi theo cái cảm hứng của chúng ta lúc đó, miễn đảm bảo làm sao cho đoạn văn của chúng ta sinh động và hấp dẫn là được. Như vậy thì đấy là về mặt trời. Và thứ hai, cô lại miêu tả về mặt biển và những con sóng. Ở đây nếu như lúc nãy cô nói là bờ cát, chúng ta tách riêng ra, nhưng bây giờ trong quá trình viết cô lại có cảm hứng và cô viết luôn về những cái hạt cát. Cô giới thiệu về các hạt cát. Rồi, xin lỗi các em. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Vậy thì chúng ta có các cái hạt cát. Chúng ta cô bắt đầu cô triển khai cái tiếp là những người ngư dân. Thế nên những người ngư dân ở đây cô sẽ nói là họ hồ phải làm việc và lương tay lương chân. Đấy là ba ý cơ bản mà cô triển khai. Các em có thể có những cái ý khác bởi vì ở đây thời hạn có không có được rộng rãi cho lắm, cho nên là cô chỉ ghi đơn giản các ý khác. Cô mời em tiếp tục sáng tạo thêm và tưởng tượng thêm. Cuối cùng cô có câu kết lại. Vậy câu kết lại đoạn văn ở đây sẽ có rất nhiều cách để các em kết lại đoạn văn. Ví dụ như em có thể nói là cảnh biển của em thật đẹp, em yêu cảnh biển của em. Hoặc là em có thể là kết lại giống như cô ở đây. Chúng ta sẽ vào nhận xét một lần nữa. Tất cả tạo nên một bức tranh đẹp mới, kỳ diệu và tràn đầy sức sống. Vậy thì cũng có nhiều bạn hỏi cô là nếu bây giờ em không kết đoạn có được hay không? Theo cô vẫn được, nhưng mà nó sẽ khiến cho cái bức tranh của em nó không có được hoàn chỉnh, chưa được sâu sắc. Vậy thì là cô cố gắng chúng ta có cái câu kết đoạn để làm cho đọc văn chúng ta trở thành một cái thầy thống nhất và thống thật. Vậy thì vừa rồi cô và các em đã cùng nhau chúng ta thực hành viết một cái đoạn văn. Vậy thì việc của các em là khi mà chúng ta làm, chúng ta phải liên kết tất cả những câu này lại. Và một vấn đề cô cũng nhắc nhở các em là chúng ta chú ý về cái vấn đề liên kết câu, liên kết ý. Khi mà chúng ta tiến hành chúng ta viết những cái câu thì chúng ta cố gắng chúng ta sẽ có những cái quan hệ từ tạo nên sự liên kết, ví dụ như là từ và, từ vì, từ nên. Hoặc là chúng ta liên kết về mặt ý, chẳng hạn như đây là phía trên bầu trời thì xuống phía dưới là mặt biển. Rồi và ở đây cô nhắc đến là những cái hạt cát với những cái bờ cát. Tại vì trên cái bãi cát đó sẽ có những người ngư dân. Các em sẽ thấy các ý ở đây được sắp xếp theo trình tự không gian khá là chặt chẽ. Chúng ta sẽ cố gắng viết một cái đoạn văn hoàn chỉnh. Thì như vậy thì vừa rồi chúng ta đã nói xong về cái phần thực hành. Bây giờ cô mời các em ta sẽ có phần bài tập về nhà. Và cô mời các em cùng nhau theo dõi bức ảnh trên đây. Rồi, mời các em chú ý kỹ, chúng ta sẽ nhìn về phía màn hình. Đây là một bức ảnh về nhà thờ Đức Bà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Các em tập trung nhìn vào tòa nhà ở trung tâm của bức ảnh. Và các em đã nhìn thấy tòa nhà này chưa?
xưa. À, chúng ta có thể thấy lọt giữa một cái thành phố hiện đại và xa hoa, thành phố Hồ Chí Minh, thì tòa nhà nhà thờ Đức Bà hiện lên với một vẻ vô cùng cổ kính, mang đậm cái dấu vết của thời gian. Chúng ta bắt đầu ta đi vào quan sát và nhớ là đối tượng chính của chúng ta ngày hôm nay là nhà thờ Đức Bà, không phải là quan cảnh của cả thành phố Hồ Chí Minh trong bức ảnh này. À, vậy thì các em đã lựa chọn xong đối tượng, chúng ta bắt đầu quan sát. Cô mời các em chúng ta nhìn kỹ vào bức ảnh. Thứ nhất, các em nhìn vào cái phần mái ngói ở đây và những cái tường ở đây, tất cả chúng đều làm bằng gạch nung có màu đỏ, và mặc cho thời gian có trôi qua thì chúng vẫn không thể phủ rêu, chúng vẫn còn nguyên một cái màu đỏ tươi nguyên, vẫn còn như vậy. Và ở đây chúng ta nhìn thấy trong những hệt như là hai cái ngọn cúc. Đây là gì nhỉ, có phải thắp chuông không nhỉ? Bạn nào đã từng đi, chúng ta bắt đầu hình dung, bắt đầu tưởng tượng. Rồi, và sau khi mà tập trung vào tòa nhà này thì các em bắt đầu nhìn qua cảnh xung quanh. Chúng ta thấy đây là một tòa nhà có bốn mặt đều giáp với đường chính. Và ở phía bên cạnh chúng ta thấy có những cái hàng cây xanh, là có cả những cái cửa hàng rất là hiện đại. Vậy thì lọt thở như một cái rừng cây xanh và những tòa nhà hiện đại này thì là nhà thờ Đức Bà chợt hiện lên một vẻ vô cùng đẹp. Vậy thì cô mời các em chúng ta sẽ cùng nhau quan sát và viết dùm cho cô một đoạn văn từ 7 cho đến 10 dòng viết trong tập bài tập của các em để miêu tả bức ảnh này. Và hy vọng rằng qua chuyên đề ngày hôm nay em đã có thể có cách viết đoạn văn miêu tả một cách cơ bản nhất. Có thể là chưa hay, nhưng mà các em chỉ mới là học sinh khóa 6 thôi và chúng ta chỉ mới học chưa được nhiều lắm về văn miêu tả ở tiểu học và ở lớp 6. Và tôi tin rằng với những trải nghiệm của mình, các em sẽ càng ngày sẽ có những cái đọc văn miêu tả hay hơn, không chỉ trong những bài tập làm văn mà còn cả trong đời sống của các em. Cô chúc các em thành công. Và cuối cùng, cô chúc các em có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và mong sớm gặp lại các em.